Thầy xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các em. Các học sinh thân mến, hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng bước đến một cái phần bài mới trong chương học về hàm số và ứng dụng của đạo hàm. Các em sẽ cùng học chuyên đề đó chính là cực trị của hàm số các em nhé. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng học tiết đầu tiên về cực trị. Các em yêu quý, nội dung về cái chương hàm số và ứng dụng của đạo hàm này nó rất là nhiều phần đa dạng nhé. Đó, và không chỉ cái tính đơn điệu của hàm số thầy trò chúng ta đã học phần trước đâu, mà phần cực trị của hàm số này cũng rất là nhiều bài hay và khó các em ạ. Đó, và phần này cũng chiếm rất là nhiều điểm trong đề thi học kỳ cũng như là thi tốt nghiệp, thi đại học các em nhé. Và phần này chúng ta sẽ được thầy hướng dẫn trong rất nhiều các bài giảng. Từ những bài đầu tiên, tiết 1 chúng ta sẽ học kỹ, hiểu kỹ về lý thuyết, về các cái định lý, phương pháp làm bài về tìm cực trị hàm số. Tiết 2 thì thầy trò chúng ta sẽ học và sẽ khẳng định lại các cái lý thuyết, phương pháp đã học thông qua việc chữa bài tập. Đó, thế hôm nay chúng ta học lý thuyết, tiết 2 chúng ta sẽ chữa các cái dạng bài tập. Mà những cái tiết đầu tiên này thì các em phải lắng tai nghe thật cẩn thận thì mới hiểu được, vì các lý thuyết thường rất khó. Đó, còn về sau không chỉ có một tiết chữa bài tập thôi đâu, mà các cái tiết học về sau ấy, rất nhiều các cái tiết thầy sẽ hướng dẫn cho các em về các cái dạng bài có chứa tham số. Đó, các cái dạng bài liên quan đến giải nhanh, trắc nghiệm và máy tính nữa cơ. Thì các em có thể xem tiếp về các phần đằng sau, còn nhiều thứ rất là thú vị nữa. Đó, điều đó để thầy khẳng định với em rằng đó là phần này rất là hay, đa dạng. Đó, rất là khó đấy nhá, không phải là đơn giản đâu. Đó, thế thì hôm nay chính là thầy trò chúng ta đang xét phần thứ hai, đó là phần cực trị đấy. Đó, và các cái phần đằng sau này chúng ta còn giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, chúng ta còn tiệm cận, và chúng ta còn những cái bài rất là tổng hợp các cái phần này nữa, đó ví dụ như là khảo sát hàm số. Đấy, thì các em biết hôm nay chúng ta đang đến cái phần thứ mấy rồi, đúng không? Đó, và những cái bài đầu tiên này thầy xin nhắc lại rất là quan trọng, vì các bài thường rất là giống nhau nhé. Đó, rất là giống nhau, về cái cách trình bày thì nó rất là tương tự giống nhau. Chỉ có điều là mỗi một hôm thì chúng ta sẽ kết luận các cái vấn đề, câu hỏi đặt ra của người ta thì nó khác nhau thôi. Đó, thế nên để học tốt được cái phần này này thì các em cứ học lại các cái bài đơn điệu, đồng nghịch biến cho thầy thật là cẩn thận đi, thì sang đây làm bài nó sẽ rất là dễ, rất là nhanh. Nhớ chưa? Rồi, và hôm nay mình sẽ cùng học các cái định nghĩa cực trị là gì, phương pháp để tìm cực trị. Các em nhớ bám vào bài toán của chúng ta các em nhé. Nào các em thân mến của thầy, chúng ta sẽ cùng để ý vào phần đầu tiên A lớn cho thầy: lý thuyết và phương pháp làm bài. Nội dung chính của bài ngày hôm nay là ta phải hiểu được định nghĩa về cực trị của hàm số nó là cái gì, đúng không nhỉ? Các cái định lý, các cái quy tắc, đúng không? Điều kiện cần và đủ để hàm số có cực trị là gì này, và cuối cùng là quy tắc cũng như là rút ra cái phương pháp để tìm ra cực trị của hàm số. Đó, các cái nội dung các em đã rõ ràng ba cái nội dung quan trọng ý chưa? Rồi, thế thì thầy cũng nhắc luôn cho các em nhé. Những cái tiết học về định nghĩa lý thuyết thường là sẽ rất là khó nếu như mà các em không tập trung để ý vào. Thế nên là thầy sẽ luôn cố gắng làm sao cho thật giải thích cho các em, làm sao cho thật đơn giản, nhẹ nhàng, ngắn gọn mà lại vẫn dễ hiểu. Đó, thì các em phải để ý cho thầy. Các em nên nhớ giúp cho thầy là bài tập thì nó không khó,
Nhưng mà để hiểu được cặn kẽ lý thuyết, nhất là các cái câu về sau, khi mà người ta đánh vào những cái câu hỏi vận dụng cao ấy, đó, bạn phải hiểu rất là sâu sắc bản chất thì bạn mới có thể làm được, nếu không là bạn sẽ nhầm lẫn ngay, đúng không nhỉ? Đó, thế thì tập trung để ý và cho thầy phần đầu tiên, một lớn, một La Mã, định nghĩa về cực trị của hàm số. Nghe cái từ cực trị là chúng ta đã cảm thấy nó quen quen rồi, giống như ngày xưa các em học ấy, hồi mà các em nếu mà bạn nào mà để ý thì chúng ta cũng đã từng nghe đến cái này rồi. Những bài toán về cực trị, cực có nghĩa là rất, đúng không? Là ví dụ như là cực đại, đúng không? Là rất lớn, cực tiểu là rất nhỏ. Thế trị là giá trị. Thì ở đây ý muốn nói đến đó là một cái giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất nào đó của hàm số đang xét trên một khoảng. Đó, ví dụ như thế. Thì các bạn nghe kỹ chỗ này chưa? Cực trị nó chính là một cái giá trị của hàm số, đúng không? Có thể là lớn nhất hoặc nhỏ nhất, xét trên một cái khoảng nào đó, được chưa? À, đó, kiểu như thế. Thì chúng ta sẽ để ý vào định nghĩa cho thầy như thế này. Đấy, giải thích nghe có vẻ đơn giản đấy thôi, nhưng khi trình bày được ra giống sách giáo khoa, các bạn phải đọc cho thật cặn kẽ thì mới hiểu được. Thực ra thầy cũng không muốn bỏ qua, vì nếu mà bỏ qua để làm mỗi bài tập không thôi thì học như thế thì nó lại sợ nó không bản chất. Nhỡ về sau người ta đánh vào lý thuyết, mình lại ngơ ngơ như bò đội nón, thôi chết dở, đúng không? Kiểu gì thì kiểu, cứ học cho thầy tốt lý thuyết này cho nó chắc này. Thế bây giờ thầy cho một hàm số F được không? Thầy cho một hàm số F, và thầy biết là thầy cho sẵn là hàm số F này xác định trên một cái tập K. Thường là K chúng ta đang xét trên K, có thể là tập xác định, cũng có thể là chúng ta đang xét đến K, cũng có thể là R. Nhưng mà chúng ta cứ hiểu ngầm rằng là K nó chính là một cái tập con của R. Nào, ok không? Chắc chắn K xét trên một khoảng hoặc là một cái tập nào đó thì nó phải là con của R, ok. Tôi có một điểm x0 nào đó thuộc vào tập K này, ok. Nào, chúng ta nói điểm x0 này là một điểm cực tiểu của hàm số F nếu như tồn tại một cái khoảng AB nào đó chứa lấy nó. Có một khoảng AB nào đó nhá, nó chứa lấy nó. Nó phải nằm trong một khoảng nào đó, thầy vừa nói nhá. Đó, phải có một khoảng nào đó chứa lấy nó. Đấy là cái thứ nhất. Và luôn thỏa mãn sao cho cái khoảng này thì phải lọt vào trong cái tập K đang xét, ok không? Chẳng nhẽ cái khoảng đang xét này nằm ngoài cái vùng tập xác định đang nói thì còn học làm gì, đúng không? Đó, cái khoảng AB này nó chứa trong là con, tập con của K. Và thỏa mãn một điều nữa đó là F tại X bất kỳ luôn luôn lớn hơn F tại X0, đúng với mọi giá trị X thuộc trong khoảng AB mà khác X0. Đó, bây giờ em nhìn thấy minh họa đơn giản cho các em như thế này. Trên cả một cái vùng K rộng lớn như thế này, đó, thì thầy cứ, đây hiểu chưa, thầy cứ lấy một cái khoảng nào đó kiểu như thế này đi, nó có thể là khoảng hay đoạn, thầy cứ vân vân, thầy cứ xét như thế này. Thầy xét một cái vùng nho nhỏ nào đó, nào ví dụ như thế này, hiểu chưa? Đó, thế cái vùng này, đây là một cái khoảng AB của em công nhận với thầy không? Đó, thầy đang xét một cái vùng rất là nho nhỏ, đấy, nó là con của cái tập K này, à đó. Và trên này thì thầy đang xét một cái phần đồ thị hàm số nào đó của fx nhá, trên cái vùng AB này này, thì thầy xét một cái vùng nho nhỏ như thế này. Đây, thầy xét một cái vùng nho nhỏ như thế này. Đấy, giả sử trên khoảng AB thì đồ thị hàm số có cái dạng là cong cong uốn lượn như thế này, là một đường màu vàng, thầy nói, nhìn thấy chưa? Đó, đây là hàm số y bằng fx. Đấy, thầy đang xét trên một cái vùng nho nhỏ như thế này thôi. À, đấy, kiểu như thế. Chỗ này rõ chưa nhỉ? Đó, thầy đang xét một phần đồ thị hàm số thôi, nho nhỏ. Đó, em nhìn thấy chưa? Thầy đang xét trên AB. Đấy, kiểu như thế này. Em có công nhận với thầy, đây, tại cái nơi mà nó võng võng xuống ở giữa như thế này, thì đây là một cái điểm mà thầy gọi là điểm x gì? Điểm x0. Nào, thế điểm x0 này thuộc vào trong khoảng AB chưa? Thuộc rồi. Khoảng AB này là tập con của cái tập K ban đầu đang xét chưa? Ok, đấy, thỏa mãn tính chất này rồi. Thế có khoảng AB này rồi thì nó thỏa mãn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai này, em có công nhận là với mọi giá trị xét trên một cái trục tung như thế này. Đây, chúng ta xét trên trục tung như thế này. Còn đây là chúng ta đang xét, đây là trục gì? Trục hoành. À, đấy, bắt đầu để phát ra trục tung, trục hoành. Đấy là mới hay. Rồi, em công nhận với thầy, giá trị của
F tại x0. Đấy, đây là F tại x0. Giá trị của hàm số tại điểm x0, thầy gọi là F tại x0. Thì có đúng là F tại x0 này luôn luôn thấp nhất so với những cái F xung quanh không? Em lấy tất cả các điểm khác mà xem. Điểm này chẳng hạn, dòng xuống điểm khác đi, miễn là trên cái khoảng nhỏ AB đang xét này này. Em dòng kiểu gì đi chăng nữa thì vào đây, thì các cái Fx khác, các cái Fx khác luôn luôn sẽ nằm trên cái Fx0 này, đúng với mọi x, đúng với mọi giá trị x còn lại trên cái khoảng AB ấy. Thì có đúng là với mọi x còn lại thì chả phải là với mọi x mà thuộc AB khác x0 không? Ý thầy muốn nói là với mọi giá trị x còn lại trên cái khoảng AB ấy. Hiểu chưa? Đó. Như vậy rất đơn giản. Trong trường hợp này tôi gọi cái điểm x0 này là điểm cực tiểu. Còn F tại x0 chỗ này là giá trị cực tiểu của hàm số. Như vậy bản chất điểm cực tiểu nó chỉ là một cái điểm mà nó thấp nhất. Chuẩn chưa? Đây, và nó là cái nơi đáy sâu, nó là nơi võng xuống của đồ thị. Khi chúng ta đang xét trên một cái lân cận rất nhỏ, hay chúng ta đang xét trên một cái khoảng nho nhỏ nào đó AB. Ok chưa? Chúng ta trích xuất đến một cái phần nhỏ AB, và nó là cái nơi mà đồ thị nó chuyển mình một cái. Em thấy không? Nó chuyển từ gì nhỉ? Nghịch biến sang đồng biến. Chính là nơi mà uốn lượn sóng. Cứ hiểu như thế. Như vậy, việc đầu tiên các em cần hiểu, cực tiểu là một cái nơi mà đồ thị nó uốn lượn sóng, nó xuống một cái rồi nó lên. Hiểu đơn giản như thế là xong. Còn nếu về mặt giá trị thì chúng ta cứ hiểu rằng nó là nơi mà giá trị của hàm số tại đó thấp hơn tất cả những cái người xung quanh, nhưng chỉ xét trên một cái khoảng nhỏ thôi nhá, chứ không phải là xét trên toàn tập là được. Ở đấy, rất đơn giản vậy thôi. Như vậy cực tiểu này nó mang cái tính chất về mặt hình thức thì nó là nơi võng xuống, kiểu đáy sâu võng xuống. Còn về mặt giá trị thì nó là nơi thấp nhất so với những cái người xung quanh, đó, so với các cái F xung quanh. Đấy, so với những người xung quanh. Lý thuyết rất đơn giản vậy thôi, nhưng mà nhiều bạn đọc không hiểu được đâu. Nếu mà không vẽ, không phân tích ra, đố hiểu được. Thế đấy gọi là cực tiểu, nơi thấp nhất xét trên một cái khoảng AB nào đó. Ok. À thế hiểu rồi, thế hoàn toàn tương tự. Chúng ta có thể suy ra được điểm còn lại, điểm cực đại được nhá. Thầy nhắc lại, x0 là điểm cực tiểu, thì F tại x0 là giá trị cực tiểu của hàm số F. Như vậy, hoàn toàn tương tự, chúng ta có thể chuyển sang được ngay ý B, đó chính là điểm cực đại. Lúc này, nếu thầy xét một cái phần nhỏ đồ thị nào đó mà nó có dạng vòng uốn lượn sóng như thế này, đó, thì đúng tại cái điểm mà nó lồi lên như thế này, cẩn thận nhé, cái điểm này nó lồi lên như thế này. Đây, điểm x0 đây. Thầy đang xét trên một cái khoảng nhỏ từ A đến B thôi. Em công nhận không? Nếu x0 này là một điểm cực đại, thì với mọi giá trị x khác trên khoảng AB này, khi em thay vào hàm số ấy, kiểu gì nó cũng thấp hơn cái người này. Thì nó trở thành nơi đỉnh núi. Một người lúc nãy thì là đáy đại dương, một người thì bây giờ là đỉnh núi. À, đấy, cứ hiểu như thế. Đây là điểm cực đại. Thế thì nó sẽ thỏa mãn hai điều. Thứ nhất, có một khoảng AB nào đó chứa lấy điểm này. Xin nhắc lại, phải tồn tại một khoảng AB nào đó nho nhỏ thôi cũng được, chứa lấy điểm này. Khoảng AB này là con của tập K đang xét. Ví dụ K là tập xác định, thầy lấy ví dụ như thế. Và mọi giá trị Fx khác, khi tức là mọi giá trị Fx khác của hàm số ấy, luôn luôn thấp hơn cái Fx0 này. Thì cái Fx0 này người ta gọi là cực đại. Nhớ chưa nhỉ? Đó. Như vậy chúng ta đã hiểu giá trị cực đại rồi. Rất đơn giản vậy thôi, thầy lấy minh họa như thế này. Các em vẫn nên vẽ vào, chứ chúng ta không nên bỏ qua. Như vậy, khi mà chúng ta chỉ lấy một cái phần nho nhỏ này đang xét như thế này thôi, thì chúng ta sẽ nhìn ra được ngay các điểm cực đại cực tiểu. Rất đơn giản nhé. Và các em để ý này, nếu bây giờ thầy vẽ rộng hơn, thầy vẽ hoặc là cho các em một cái hình vẽ về đồ thị hàm số như thế này, thì có phải là em nhìn thấy ngay đây là cực đại không? Còn đây là cực gì? Cực tiểu. Đấy, nơi vồng lên là cực đại, nơi lõm xuống là cực tiểu. Rất đơn giản, về sau nhìn rất là dễ. Và chúng ta chỉ cần gióng thẳng, đọc đúng hoành độ, tung độ là xong. Hoành độ thì là x0, còn tung độ thì là em đọc là y0 cũng được, hoặc là fx0 cũng được. Đấy, đọc rất là dễ. Đây là đọc tọa độ điểm cực đại cực tiểu. Dễ chưa? Đó.
hiểu cái ý nghĩa của nó chưa nhỉ? Nó là cái nơi mà cao hơn so với những người xung quanh hoặc thấp hơn so với những người xung quanh, nhưng chỉ xét trên một cái lân cận nho nhỏ AB chứ không phải là xét trên toàn tập. Nhớ nhé. Rất đơn giản vậy thôi. Đấy, một người thì cứ vồng lên của một người lõm xuống, thế mà tính. Rồi, về mặt lý thuyết thầy chỉ yêu cầu các em hiểu đơn giản được vậy thôi chứ không cần hiểu sâu sắc phức tạp gì đâu. Được không nhỉ? Rồi, thầy có một vài chú ý cho các em để ý tiếp vào đây cho thầy. Nào, trên bảng các em có thể trông thấy một số cái đồ thị hàm số thầy cho. Thứ nhất là một cái thì là bên trái của em là một cái parabol úp ngược đúng không? Nói chung là thầy không cần yêu cầu các em biết đây là đồ thị hàm số gì, em chỉ cần biết rằng một cái là parabol. Kìa, một cái đường cong parabol, còn một cái thì đường cong theo kiểu bậc 3, uốn lượn sóng kìa. Đó, uốn lượn sóng. Thế em đọc được ngay. Trên parabol đầu tiên em đọc được ngay. Đấy, nó có một cái nơi mà nó chổng 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 kia kìa. Đấy, nơi đỉnh núi đúng không? Chúng ta nhìn thấy ngay parabol này có một điểm cực đại. Có đọc được không nhỉ? Chắc chắn là nó có một điểm cực đại. Và các em đọc được ngay, nó có một cái điểm cực đại trên parabol. Thầy chỉ cầu các em quan sát thôi. Thì điểm cực đại này có tọa độ, em đọc được ngay. Hoành độ cực đại là bằng 0, còn tung độ cực đại là bằng 1. Vậy điểm cực đại này thầy đọc là điểm 0,1. Em rõ chỗ này chưa? Đấy, đúng không? Chúng ta đang xét trên, chúng ta chỉ thấy có một cực đại thôi, không nhìn thấy cực tiểu đâu, không có thấy chỗ nào nó lõm xuống cả. À thế thôi. Và cái đỉnh này thực ra thì cũng dễ mà. Thầy nhớ là hồi năm lớp 9, lớp 10 em học rồi. Thực ra cái đỉnh này chính là cái đỉnh mà trừ B trên 2A, trừ delta trên 4A của parabol. Chuẩn chưa? Đấy. Và chúng ta nhìn tiếp sang cái bên phải cho thầy đi. Cái bên phải thì nó là một cái đường cong bậc 3. Thế em thấy không? Nó một lần nó vồng lên, một lần nó lõm xuống. Các em gióng trên đồ thị em đọc được cho thầy. Thì thầy đọc cho các em nghe nhé. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một điểm cực đại được không? Một điểm cực đại và một điểm cực tiểu. Giả sử điểm cực đại thầy đọc là A, thì điểm cực tiểu thầy đọc là B đi. Các em đọc được tọa độ cho thầy. Điểm cực đại thầy thấy nó là 1 và 4/3. 1, 4/3. Chúng ta có nhìn thấy không nhỉ? Có đúng không? Gióng xuống một cái là 1 kìa, một cái 4/3. Còn cái này cực tiểu thì chúng ta nhìn thấy ngay x của nó là bằng 3. Đúng chưa? Còn y của nó lúc này nó chạm vào trục hoành luôn, vậy lúc này y của nó là bằng 0. Như vậy các em nhìn vào đây, thầy đã đọc được cho em một cực đại, một cực tiểu. Nhìn rõ chưa nhỉ? Đó, đọc. Cái việc đọc thì rất là đơn giản đúng không? Rất là dễ. Ok chưa? Như vậy khi quan sát và đọc trên đồ thị thì các em nên đọc rõ cho thầy cả hoành cả tung nhé, gọi là đọc cả tọa độ. Ok, như thế là chúng ta đã hiểu rất là tốt và đã quan sát biết cách nhận ra được cực đại cực tiểu trên đồ thị hàm số rồi đấy. Chúng ta cùng sang phần tiếp theo các em nhé.